Người đàn ông cầm thìa xúc lên vừa chuẩn bị mở trứng vịt mùi ra, nhưng khi anh ta nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chiếc thìa, vô tình phát hiện một tay súng bắn tỉa đang mai phục cách đó không xa. Ngay sau đó người đàn ông một bên tránh được đòn chí mạng, nhìn thấy viên đạn xuyên qua đầu người đàn ông. Nữ sát thủ lại lần nữa khóa mục tiêu. Khi người đàn ông nhận ra nguy hiểm, lập tức đứng dậy chuẩn bị phản công. Hắn đến kho tiền nhỏ của mình, lấy ra một đôi găng tay làm bằng vàng nguyên chất. Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của anh ấy vỗ, trước mặt lập tức bay lên không trung xuất hiện mấy quỹ đạo, sau đó anh ta nhảy múa không ngừng. Đã khóa thành công vị trí của nữ sát thủ. Một vài chiếc trực thăng ngẫu nhiên bay ra ngoài và sử dụng GPS để theo dõi vị trí của người phụ nữ. Thấy mình bị lộ, nữ sát thủ bắt đầu nhanh chóng chuyển vị trí. Anh ta thắt một sợi dây quanh eo, sau đó nhắm vào trực thăng và bóp cò. Đầu kia của sợi dây được cố định thành công trên máy bay. Nữ sát thủ thấy vậy cũng quyết chạy về phía vách đá. Không ngờ nữ sát thủ dùng trực thăng làm điểm tựa, thành công dùng dây thừng đem chính mình cầm tới đây. Thật là đàn ông. Lên trên này lập tức điều khiển máy bay bắn vài của tên lửa theo dõi, nhưng tất cả đều dễ dàng bị nữ sát thủ né tránh. Ngay khi anh ấy nghĩ mình an toàn, không ngờ một số lượng lớn nhân viên vũ trang đột nhiên bao vây hắn. Nữ sát thủ nhận được một nhiệm vụ bất khả thi, đó là mục tiêu cách đó 100.000m. Nhưng không ngờ đối phương chỉ dựa vào sự phản chiếu của một cái thìa, dễ dàng tránh được đòn chí mạng. Người đàn ông nhanh chóng phản công, hắn điều khiển mấy cái máy bay không người lái bắt đầu đuổi theo. Nữ sát thủ nghĩ rằng cô đã trốn thoát, không ngờ đột nhiên có rất nhiều binh sĩ vũ trang chạy về phía hắn, và vị trí của họ lại bị lộ. Rồi một vài tên lính đuổi theo anh ta. Chị Kim thấy vậy vội chạy vào rừng, sau đó dùng cây lớn làm nơi trú ẩn. Sau đó nhân lúc binh sĩ không chú ý một kẻ phía sau đánh lén, sau đó nhanh chóng nhặt vũ khí của đối phương, bắn súng vào người lính. Nhưng ngay sau đó một chiếc trực thăng đã đến hiện trường, bắt đầu tìm kiếm thảm cho chị Kim. Và lúc này, một tay súng bắn tỉa cũng có súng bắn tỉa, sử dụng gương 8 lần để khóa thành công chị Kim. Trong thời điểm quan trọng này, đột nhiên bạn đồng hành đã sân lái xe đến. Chị Kim thấy vậy, vội vàng chạy nước rút nhảy vào xe. Hai người nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường. Sau đó họ lái xe đến vị trí mất tích. Nhưng lúc này họ vẫn không biết nữ trợ lý bị thương đã đợi trên mái nhà từ lâu rồi. Sau khi họ lái xe xuống lâu, nữ trợ lý của Quyết bắn một quả lựu đạn chạy. Chiếc xe lập tức bị người nổ tung. Cũng may hai người không sao. Rất nhanh, rất nhiều binh sĩ từ trong nhà xông ra, nối vội vàng rút súng phản công. Chị Kim thấy vậy cũng không chịu thua kém. Hai người nhanh chóng tiêu diệt đám lính này. Nhìn thấy tăng lạo sắp lái máy bay chạy trốn, Đa Sơn bảo chị Kim đi ám sát nữ trợ lý và đuổi theo những con chim đang chạy trốn. Sau đó nối liền một chân ga xông ra vườn hoa. Lúc này nữ trợ lý cũng đi ra. Sau đó hai bên bắt đầu đánh nhau. Sau vài vòng, cuối cùng vẫn là chị Kim kỹ năng cao hơn một bậc, thành công một đao đâm vào ngực đối phương đưa về Tây Bắc. Nhưng chuyện này bên này núi lớn lại gặp phải tình huống người đàn ông lái xe máy một chân ga chạy về phía vách đá. Xe máy hạ cánh thành công trên máy bay. Sau đó, người đàn ông cố định mình bằng một con dao găm. Tuy nhiên, âm thanh phát ra đã thu hút sự chú ý của nhãn hiệu bảo trợ. Động cơ của máy bay đã bị hỏng. Thương hiệu nhận ra đối phương đuổi theo, nhanh chóng điều khiển máy bay quay vòng 360 độ. Cô gầm ném những ngọn núi ra ngoài. Núi thấy, nhanh chóng đâm một con dao găm vào cánh máy bay. Sau đó tuyệt vọng nằm đấy, tránh được tác động của luồng không khí, đã trốn thoát thành công. Sau đó, anh ta dùng dao găm để kẽ thanh carbon của máy bay, đi theo lỗ vào cốp xe. Và kho báu bị tăng hổ lấy đi đang được cất giữ bên trong. Khi ngọn núi chuẩn bị mở nó ra, bất ngờ, phi tiêu tăng lễ đột nhiên tấn công từ phía sau, trực tiếp dùng súng gây mê đánh ngất núi. Nhưng khi phi tiêu mất cảnh giác, không ngờ núi lại chậm rãi đứng lên. Vì một tai nạn xe hơi, anh ta thấy một thanh thép vào đạo, vừa vặn chống lại khẩu súng gây mê vừa rồi. Sau đó hai người liền đánh nhau. Không ngờ thương bưu đột nhiên không nói võ đức, lấy súng ra. Tuy nhiên, những viên đạn liên tiếp, tất cả đều bị đại sương các ngăn cản. Sau đó hai người lại mở cửa hàng thịt sạch. Hai người cứ như vậy ở cửa máy bay kịch liệt ẩu đà. Một chút bất cẩn sẽ rơi xuống độ cao 10.000m. Nhưng ngay sau đó, nhãn hiệu đã rơi xuống bên dưới. Thương hiệu thấy mình không phải là đối thủ của hắn, rồi ném kho báu ra khỏi máy bay. Đối thấy thế liền nhảy ra ngoài. Và phi tiêu cũng nhảy ra khỏi máy bay ngay sau đó. Hắn ở trên không trung liều mạng nắm lấy bảo vật.
cố gắng ngăn cản Phi Tiêu lấy được kho báu. Thế thôi, hai người lại đánh nhau trên không trung. Sau đó Đắc Sơn bắn trúng Phi Tiêu tang lễ và cùng với kho báu của mình chìm xuống biển. Đã không phải kho báu mãi mãi ở vùng biển này. Và một cuộc khủng hoảng đã được giải quyết.